tính minh bạch của mạng xã hội phân quyền vai trò. Mạng xã hội phân quyền vai trò có tính minh bạch vì nó được thiết kế để đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng được bảo vệ và không bị sử dụng một cách trái phép hay bán cho các bên thứ ba. Vaiza đã phát triển một hệ thống phân quyền, cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Nó cung cấp cho người dùng khả năng quản lý và quyết định về việc chia sẻ thông tin của họ với các thành viên khác trên mạng. Người dùng có quyền chỉ định cụ thể những thông tin mà họ muốn chia sẻ và với ai. Ngoài ra, Vaiza cũng sử dụng công nghệ blockchain để lưu trữ dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Hệ thống blockchain được xây dựng dựa trên nguyên tắc phân quyền và không thể bị can thiệp từ các bên thứ ba. Vaiza cũng công khai các quy trình và chính sách bảo mật của nó, giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách mà dữ liệu của họ được bảo vệ và quản lý. Điều này đảm bảo rằng mạng xã hội phân quyền Vaiza hoạt động theo cách minh bạch và đáng tin cậy.